niềm vui của đất trời. Mừng con Chúa sinh ra làm người. Giờ đây cùng đoàn chúng ta cùng hân hoan dâng thánh lễ này, cảm ơn Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã đến ở giữa chúng ta. Với tâm tình đó và cùng với những điều xin dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu cho linh hồn Maria, linh hồn Anna, linh hồn Phêrô, linh hồn Giuse, Anton, Ine. Chúng ta cũng nhớ đến tất cả các thân nhân, giáo dân, giáo sứ, các ngày các khác đã chung tay góp sức xây dựng nên giáo sứ này.